trứng rồi. Nó bùa. Nó cứng hơn con hát luôn. Nó ngon hơn, nó dai rồi. Tại thật. Cái loại này nó dai, nó cứng cá, trứng cứng. Bây giờ không ăn cái này quá trời nhiều. Linh xin chào cô chú và các anh chị em. Hôm nay Linh ra đồng làm cái món cá lô kiến luộc sả. Và bạn theo chân của Linh chế biến nha. Nguyên liệu này được còn mấy con cá lô kiến nè. Ở dưới cái này là mỡ dưa leo để mình ăn nè. Còn này sả, ở dưới là ớt, đường. Còn này muối mình để làm nước chấm nè. Và bạn theo chân của Linh chế biến nha. Chế nước vô các bạn ơi. Thôi Linh cắt sả nha các bạn. Đang mình thả vô nước cho nó thơm. Linh bỏ sả vô các bạn. Sôi à. Mình bỏ mấy con cá vô ha. Rồi lên nồi gấp đây. Giờ lên sắc ớt các bạn. Giờ lên sắc ớt đi. Cái cay nó mới ngon. Giờ lên bỏ muối vô trong đâm các bạn ơi. Muối vô nè bạn. Mình nước chấm đây. Rồi giờ Linh nặng cái chanh vô. Cho nó chua. Dằn hoài luôn à. Sôi các bạn ơi. Bây giờ chín rồi, bây giờ mình đem ra nha các bạn. Chín rồi, giờ gấp con cá vô các bạn ơi. Ui nóng quá. Ui. Ui. Nóng quá. Ớt vô xả
mấy củ sả vậy. Cái này mình bỏ miếng đường vô, cho miếng muối vô. Hey, Linh xin mời các bạn cùng ăn cơm với Linh nha. Trứng cá mà nó ngon, nó giòn, nó dai. Bỏ cái đầu bạn, đầu nó ngon, mình phải nhức lặn cái đầu. Hấp gì cái đầu ăn mới sướng nè bạn. Béo. Quá béo. Còn gì bạn ạ? Đúng không? Cá nhiều quá. Cái này đang gỡ nó mềm xèo luôn, trứng nè, quá chạy trứng luôn, ăn cái trứng, hai cái trứng kìa. Nó đã. Giờ nghĩ ăn cơm mà. Không nhận cá không? Ăn cái trứng cơm súng đã không? Cá này giờ trứng không bạn? Mấy trứng ăn công nhận nó béo. Nói ăn trứng cá ngát kìa. Trứng à.
nó bùa. Ăn cuốn con hát luôn. Ngon hơn, dai rồi. Tại cái thịt. Cái loại này nó dai, nó cứng, cá là trứng rứng. Bây giờ xong, ăn cái này quá trời nhiều. Người nói ăn thịt này nó ngon. Thịt gà, nhiều người nói đó. Thịt gà ăn, ta lỗi bằng thịt tỏi toàn. Ăn cái đầu này cực kỳ nó béo luôn. Con cá này có cái đầu là ngon. Rồi đó. Linh cũng đâu có biết ăn đầu đâu. Cá ra già đầu là không ăn. Rồi sao này ăn đầu quen à. Ăn đầu nó béo, phải làm gặp cái đầu gơi đó không ăn. Giờ ăn được không buông. Lấy con bự nghe bạn. Thôi bộ. Nó đã. Người đầu thật cơm hiểm cả rồi đó. Nặng như canh chanh nó chua. Ngọt cơ thịt. Cay của ớt. Chua của chanh, mặn của muối. Thấm vào rồi mùi thơm của xả nữa. Hòa quyện nha, ăn sướng thiệt. Cái món này mấy cũng mấy người nhậu khoái không? Trên cá này bờ cái đầu con cá này luôn. Rồi cá mang. Tướng còn là được các bạn hấp á, ăn nó không thành thịt nó ngọt, nhưng bạn nó có béo, béo không bằng luộc. Luộc một cái nước còn nước ăn ngon hơn, xả nó thấm vô hấp nó khô quá. Nè nó ra nước nè, hấp nó sướng lắm rồi. Trứng à.
có mà anh đi đổ qua cá. Anh đổ ba cái ba cái giớn. Mấy đứa cháu đi theo cũng giỡn. Ăn mình vuốt mấy này ra. Con cá này ăn mà cực mà lại ngon các bạn. Đã quá. Vớt lòng miếng bự nó sướng. Bạn hay không? Cá nó ngon không? Cài. Cá này hồi đó vô quê Linh á, ta bắt cơ ta bỏ không à, dừng lưới dừng cận dừng lưới mà dính vô lưới được thay lưới để bỏ luôn. Wow, lưới dữ lắm luôn, rách lưới hết à. Đó thì gặp con cá ăn sợ ha. Rồi sau này giờ ăn tao quá trời ăn này. Dưới quê lên giờ cá không còn nhiều. Cá này hiền quá trời luôn. Cái này nó sinh sản nhiều, ăn cũng ăn dữ lắm nhưng mà không có hết nổi, quá trời nhiều luôn. Cái này nó sinh sản nhiều mà lại mà không nó đẻ ra không con nào ăn nó được của nó hết. Tại cái lớp da này không có cá lóc ăn cũng không được, cái gì ăn cá con không ai ăn được hết. Cái lớp da nó cứng quá đâu ai ăn được đâu. Đâu con cá nào ăn được đâu, bởi vì nó tồn nhiều chỉ có người mình ăn thôi. Hết hồn mà. Ngon thiệt á. Quá trời nó ngon ngon. Đầu là ngon quá. Các bạn cá này bạn nóng nó mới ngon. Bạn hơi nguội rồi ăn tanh lắm. Để nguội cái tanh lên cho nó dữ dằn.
đó. Đã thiệt. Béo. Các bạn ơi, giờ Linh cũng ăn cũng được mấy con cá, cũng còn nhiều mà mười mấy nãy 12 con ăn hết, chắc khoảng 1 2 3 4 5 6 ăn hết 6 con thôi. Bây giờ Linh cũng xin kết thúc cái clip, để trời cũng thối rồi. Hồi Linh cũng xin kết thúc cái clip này, các bạn hãy nhấn ký kênh like chia sẻ Linh nhóm chuông nhận nhiệt mà nhớ video mới nhất các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye.